Giáng sinh an lành, chúc mừng năm mới nào mọi người ơi. Hãy cùng Như Nguyễn, cùng Quang Quý và VTV Đa Hùng Shopping đạp xe đến với Giáng sinh nào. Quả thật là trong không khí ngày hôm nay thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau là luyện tập thể dục thể thao để có thể là cùng đến với kết thúc một năm cũ nha, và đến với một năm mới tràn đầy sức sống ngay tại gian nhà của chúng ta. Không ngại nắng, không ngại mưa, không ngại gió, không ngại sự lười biếng trong tâm thức của mình. Mình để sẵn ở nhà, mình cứ nhìn vô một cái thôi là mình phải leo lên và đạp để luyện tập thể dục, quý vị ơi. Dạ quý vị ơi, tại vì bình thường chúng ta sẽ nghĩ tới câu chuyện là Giáng sinh đúng không? Mình nghĩ tới nhau qua những cái lời chúc đẹp nè, qua những cái lời chúc an lành. Vậy thì mình hành động luôn, hành động bằng cách là mình sẽ mang một chiếc xe đạp tập thể dục về nhà. Mà mình phải lựa nha, lựa làm sao mà có được chiếc xe đạp mà top bán chạy của Hyundai luôn quý vị. Để mình an tâm về chất lượng mà còn đảm bảo về việc chúng ta có thể tập luyện hiệu quả cho các vùng cơ và khớp trên cơ thể của mình nữa. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái mức giảm giá nha, giảm giá lên tới là 500.000 đồng nha. Và còn có quà tặng nữa, tổng cộng lên tới là 43%. Và cụ thể như thế nào thì quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý và Như Nguyễn, cùng với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Siêu hội quà tặng mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp nước yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Thưa quý vị, siêu hội quà tặng mừng Giáng sinh và năm mới an lành cùng với dòng sản phẩm xe đạp tập thể dục bán chạy nhất trên VTV Hyundai. Thưa quý vị, với mức giá giảm ngày 500.000 đồng như chúng ta thay vì 2.990.000 đồng, ngày hôm nay chỉ còn 2.490.000 đồng mà thôi quý vị nha. Và không dừng lại ở đó, siêu hội quà tặng một lần duy nhất trong năm, chúng ta mua chiếc xe đạp tập thể dục e-bike, chúng ta được tặng thêm là nước yến Legendness 13% yến, tặng thêm là một máy xay thịt 2 lít quý vị nha. Và giao hàng miễn phí trên toàn quốc, quý vị có thể yên tâm sở hữu cùng với chúng tôi. Wow, quý vị ơi, lâu nay thì mình đã biết là đạp xe đạp có rất là nhiều lợi ích đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi không có ra ngoài được vì nắng, vì mưa, vì những cái yếu tố bên ngoài, thì mình có thể tập đạp xe đạp tại nhà luôn quý vị, vẫn đảm bảo được những lợi ích như là tăng cường sức khỏe tim mạch nè, rồi mình giúp cho cơ bắp săn chắc nè, thêm bên cạnh đó nữa là mình sẽ hỗ trợ cho những cái phần xương khớp, hay là mình làm tốt cho tuổi thọ, mình tăng tuổi thọ qua cái việc tập luyện dẻo dai như thế này đây, ngay tại nhà của mình thôi. Và với xe đạp tập thể dục e-bike thiết kế mô phỏng với các động tác mà đạp xe đạp đó quý vị, cho nên là hỗ trợ cho các vùng khớp này, các vùng cơ trên cơ thể của mình luôn. Và thưa quý vị, cùng với xe đạp e-bike ngày hôm nay thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm, tại vì với thiết kế cực kỳ tốt và chắc chắn nha, tải trọng lên tới 150kg, yên xe bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh độ cao của yên tùy theo nhu cầu của người dùng, bánh đà đúc nguyên khối cực kỳ chắc chắn và cả cái phần chân đế bọc nhựa nữa. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong thời gian 18 tháng. Với xe đạp tập thể dục e-bike ngày hôm nay thì chúng ta còn có thêm một điều đặc biệt nữa là nút điều chỉnh lực cản dễ dàng chọn cấp độ nặng nhẹ. Bàn đạp có quai gai phù hợp với nhiều kích cỡ chân khác nhau, cho nên là chúng ta vừa luyện tập mà chúng ta cũng yên tâm nữa chứ. Ưu điểm là gì nào? Thiết kế nhỏ gọn không tốn diện tích, tập mọi lúc mọi nơi luôn, dùng được cho nhiều đối tượng khác nhau, hỗ trợ đốt calories một cách hiệu quả. Và trong khoảng thời gian như thế này, cuối năm rồi mọi người ơi, hãy cùng với chúng tôi luyện tập thể dục thể thao để chúng ta sẽ có ngay đó chính là một cái dáng chuẩn, một cái dáng thật là thon, một cái dáng thật là quyến rũ để đón chào năm mới quý vị nha. Ôi, dáng chuẩn thon và quyến rũ tới nỗi mà phải đứng lên để khoe cho để mọi người nè, luôn. Quý này đã ốm nhiều rồi, nhờ cái việc là quý ta chăm tập thể dục thể thao, quý lại có thêm nữa là một cái chế độ ăn uống khoa học nữa quý vị, cho nên là có một vóc dáng cân đối và hiệu quả. Thêm nữa là ở các chị em của mình Noel là cái dịp mà mình thích súng xính váy áo đúng không ạ? Tại vì trời hơi lạnh lạnh một chút, thế là chúng ta có cảm giác ôi đất nước nhiệt đới bây giờ cũng đã có mùa đông, mình có thể sống như những ngày trong phim Hàn chẳng hạn như trời quý vị. Dạ đúng rồi, khi mà trời lạnh một chút xíu thêm một chút áo len, nhưng mà muốn đẹp như vậy thì mình phải có dáng, phải có vóc đã quý vị. Rồi thêm nữa, Tết đến xuân về mình sẽ mặc gì đây? Mình sẽ mặc áo dài cho nên tập thể dục từ đây tới đó là vừa. Nhưng mà quý biết không, nhiều khi như Nguyễn bị gì nè, xách chiếc xe đạp trong nhà của mình sẵn sàng hết rồi quý vị, bước ra cửa trời mưa rồi đó, thấy chưa, không tập được gì hết, thế là đi vào nhà cái tự nhiên mình bị nản quý vị, mình bị tuột mút hay mình bị tuột cái cảm xúc lúc đó đó, cho nên là ước gì có trong nhà một chiếc xe đạp tập thể dục, vậy là mình có thể thoải mái tập luyện mà ngay tại nhà của mình luôn. Đúng rồi, và nhiều khi đối với là những người mà ở chung cư như Quang Quý đi, ví dụ có một cái chiếc xe đạp chẳng hạn, chiếc xe đạp thì tốt rồi đúng không ạ, nhưng mà cứ mỗi khi mà chúng ta đạp xe đạp về là chúng ta phải bỏ vào thang máy rồi chúng ta mang lên tới tận nhà.
đó là rất là mệt rồi. Còn đối với những cái chiếc xe đạp nào mà chúng ta muốn gửi với bãi giữ xe thì tự nhiên nó tốn tiền gửi xe, mà lâu lâu chúng ta mới lấy chúng ta đạp, đúng nhưng không? Mà xót lắm. Nó bị hư, nó bị rỉ, nó đúng bị xét, lâu lâu lấy ra thì bụi không mà làm gì có hứng nữa. Với dòng sản phẩm là chiếc xe đạp tập thể dục tại nhà thì chúng ta có thể ngồi tại nhà. À mà đặc biệt nha, mọi người nè, giống như Quang Quý nè, đó, để cái ví dụ là anh camera là cái tivi đi đó, Quang Quý vừa tập vừa có tivi. Hôm nay có phim cung đấu nha, hôm nay có phim Marvel nha, Avenger các kiểu, rồi xong rồi coi mấy chương trình truyền hình, vừa coi vừa cười vừa vui, là vừa vui vẻ trong tinh thần, trong tâm hồn của mình, mà mình đạp xe mình không có thấy mệt nữa mọi người ạ. Đó, cứ vậy rồi đạp hết ngày này qua tháng nọ, tự nhiên năm mới mình xuất hiện một vóc dáng quyến rũ. Phải. Chảy nước miếng. Quý vị ơi, có những câu nói rất là dễ thương của trẻ con mà mình lại thích và mình sử dụng thường xuyên trong nhiều hoàn cảnh, giống như bây giờ đây. Nhìn một cái body, nhìn một cái cơ thể mà cường tráng, khỏe mạnh hay săn chắc, mình sẽ cảm thấy rất là hấp dẫn và quyến rũ, đúng không ạ? Và các chị em phụ nữ của chúng ta nữa, khi mà có vóc dáng thon gọn, cái tự nhiên mình tự tin hơn. Mà thôi, nói câu chuyện đó nhiều khi mình thấy là chắc khó lắm. Thôi mình nghĩ câu chuyện dễ hơn đi. Tập thể dục là khỏe mạnh và dẻo dai mỗi ngày, quý vị ơi. Dẻo dai tại vì sao? Chúng ta có hoạt động xương khớp nè, rồi chúng ta có thêm nữa là những cái động tác để mình vận động và tốt cho tuổi thọ của mình luôn. Tự nhiên hôm nay vừa tập vừa nói xong rồi cái hai bạn số hot ai cũng thở hết mọi người. Tại nhưng mà đặc biệt á, với dòng sản phẩm này, đây là một trong những cái chiếc xe đạp tập thể dục mà bán rất là chạy trên VTV Hyundai trong suốt cả mấy năm vừa qua. Tuy nhiên là ở trong chương trình ngày hôm nay thì có một điều mà Quang Quý phải nói cùng với tất cả mọi người. Tại vì đây là một chương trình cực kỳ đặc biệt, thưa quý vị. Đặc biệt không chỉ là ở trong cái dịp đâu, mà đặc biệt còn trong quà tặng, đặc biệt còn trong sự giảm giá nữa, thưa quý vị. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp Quý nha, là chương trình chỉ được diễn ra là 23, 24 và 25 tháng 12 mà thôi nha. Và 1 tháng 1 năm 2022, bên cạnh việc chúng ta được giảm giá 500.000 đồng cho chiếc xe đạp này nha, chúng ta còn có quà tặng kèm theo. Mà quà tặng này á, đâu có khơi khơi, đâu có rẻ đâu mọi người. Quà tặng trị giá lên tới là 800.000 đồng quý vị nha. Sẽ có ngay đó chính là một hộp nước yến Legend Bird Net nha. Rồi còn có thêm là một cái chiếc máy xay thịt đa năng với chiếc cối là 2 lít luôn á. Và đây là quà tặng dành cho chúng ta trị giá lên tới là 800.000 đồng. Công nhận nha, quà gì đâu mà tâm lý quá mọi người ơi. Tại vì á, đôi khi là cả nhà quay quần với nhau đó, cho nên là ví dụ như các anh tập thể dục đi thì các chị sẽ nấu ăn, đúng không ạ? Mà tập thể dục với chiếc xe đạp của E3 thì nó tiện lợi rồi, mà nấu ăn có cái chiếc máy xay đa năng như vậy thì còn nhanh chóng hơn. Thế là sau những cái lúc mà tập luyện thể dục thể thao, sau những cái lúc mà nấu ăn thì mình sẽ quay quần cùng với gia đình, và chắc chắn là với xe đạp tập thể dục E3 thì ai ai trong nhà của mình cũng dùng được luôn á quý vị. Đúng rồi, già trẻ, lớn bé, gái trai, và Quang Quý tin chắc rằng là đối với các cô lớn tuổi ở nhà của mình á, thì chắc là các cô cũng sẽ rất là đau đầu về cái việc là xương khớp của mình bị đau nè ha, rồi sau mình không luyện tập thể dục được nhiều như hồi trẻ nè, rồi nhiều khi mình lại thấy là ôi vóc dáng của mình nó lại hơi tròn tròn lên chút xíu, mà cuối năm mình thấy vậy chắc là mình cũng buồn lắm luôn cô Trúc. Cho nên là ngày hôm nay thì thưa quý vị, đây là một nhân chứng sống và cũng như là một vị khách hàng cũng đã trải nghiệm dòng sản phẩm E-Bike của chúng tôi, cho nên là Quang Quý với Như Nguyễn mới mời đến phim trường để có thể chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Mà cô ơi, sau khoảng thời gian mà cô sử dụng cái chiếc xe đạp này á, thì cô thấy nó như thế nào? Nó có cải thiện được những cái vấn đề mà cô gặp phải không? Có chứ em. Dạ. Yeah. Tức là từ lúc trước á, thì cô sồ sề lắm. Thành ra xương khớp cô nó đi nó rệu rạo vậy, nó kêu vậy. Dạ. Thì cô mới thấy là cái dòng sản phẩm này nè, cô mua về rồi cô xài. Được một thời gian thì cô thấy là chân mình á, nó hoạt động kiểu này nè, nó như đạp xe đạp vậy đó. Dạ. Mà nó lại ở trong nhà nó mát mẻ nữa. Rồi thành ra bây giờ cô thấy nè, đi đứng bình thường luôn á. Dạ. Mà thật ra là đối với những cô chú lớn tuổi thì chúng ta thấy là không thế nào mà có nhiều sức để có thể tập theo kiểu là eo thon hay là xấu múi này là các thứ như bạn trẻ, đúng không ạ? Nhưng mà cái này nó lại liên quan tới cái vấn đề đó chính là sức khỏe, đúng không ạ? Tại vì đối với những người lớn tuổi, nếu như mà cân nặng to quá, đúng không nào, thì khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ đè nặng lên cái khớp gối của mình và dễ bị sưng tấy đỏ đau, và cũng như là nó bị khó trong cái việc là chúng ta di chuyển, và đặc biệt là khi mà người lớn tuổi cái khớp gối và cũng như những khớp khác thì nó sẽ bị khô cái chất nhờn đó. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta có thể là yên tâm. Một cái chiếc xe như thế này nè mọi người ạ, chúng ta thấy là bây giờ mình ví dụ đi ha, giống như là một cái chiếc xe đạp đi, mà lâu ngày mình không tra dầu nhớt vào thì khi mà mình đạp vào rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm như thế này thì nó sẽ dễ tiện lợi hơn, khi mà chúng ta giống như là một cái cách thức để chúng ta tra dầu nhớt vào ở phía bên trong đó nè, để cho cơ thể hoạt động tốt hơn. Và không chỉ là với những người lớn tuổi đâu, và cả các bạn trẻ cũng có thể luyện tập được, đúng không? Chính xác luôn. Ví dụ như Nguyễn nè, Quang Quý nè, rất rất là trẻ luôn, quý vị thấy không?
nhưng mà vẫn tập được. Đây, và với các anh em mà đã trưởng thành rồi, nhiều khi các anh nghĩ là thôi để anh đi đẩy tạ em môi, thôi để mà anh có thể là squat hay anh tập trong những cái khu vực mà chuyên biệt thì nó mới hiệu quả. Nhưng rõ ràng quý vị xem nè, đây một chàng trai trẻ trung của chúng ta và vẫn tập luyện và cơ bắp như thế này. Thì bây giờ Như Nguyễn muốn hỏi anh Phương nha. Anh Phương ơi, nãy giờ anh đạp xe với chiếc e-bike này, anh cảm thấy là bao nhiêu cái vùng cơ hay bao nhiêu cái phần trên cơ thể của mình đang nóng lên từng ngày ạ, từng chút một luôn? Trong cái khoảng thời gian nãy giờ mình tập với chiếc xe đạp e-bike này nè, là mình cảm nhận được là tất cả hầu như các cái vùng cơ trên cơ thể mình đều tác động, và cái lượng calo của mình nó mất đi rất là nhiều. Dạ. Quý vị ơi, nãy giờ có chút xíu thôi mà Như Nguyễn thấy bắt đầu là vã mồ hôi ra, tức là nó đang làm nóng cơ thể của mình luôn quý vị. Và khi đó quý vị sẽ cảm thấy nóng vậy. Thường thì đạp xe đạp chúng ta sẽ thấy là cái phần đùi của mình, đúng không ạ, tác động vào, rồi đùi trong nè, đùi ngoài nè, phần bắp đùi nè, nhưng mà bây giờ cả phần bụng và phần bắp tay của mình cũng được tác động luôn đó quý vị. Cho nên là tất cả quý vị ơi, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm và sở hữu sản phẩm cùng với chúng tôi. Và ngay lúc này thì quý vị đừng quên đó là với cái combo cực kỳ hấp dẫn này quý vị nha. Về sản phẩm chính, đầu tiên là chúng tôi đã giảm là 500.000 đồng rồi, thay vì là 2.990.000 đồng mới có chiếc xe đạp này, thì ngày hôm nay chúng tôi giảm 500.000 đồng cho tất cả quý vị nha, chỉ còn 2.490.000 đồng mà thôi. Và đặc biệt nhìn nó to như vậy, mọi người lo điều gì ạ? Giao hàng đúng không nè, có mắc không Nguyễn? Không hề mắc luôn quý vị, mà không lo ngại về việc vận chuyển luôn, bởi vì giao hàng miễn phí trên toàn quốc quý vị nha. Đây quý vị xem, nguyên một chiếc xe đạp như thế này nếu mà tự mình mua sẽ rất là cồng kềnh trong cái khâu mà đem về, đúng không quý vị? Rồi mình sẽ cảm thấy là nếu mà xe đạp bình thường mình còn dắt theo được, nhưng bây giờ đây, giao hàng miễn phí tận nơi, mở cửa ra đón xe đạp e-bike vào nhà nè quý vị ơi. Mà còn có thêm là chọn một bộ quà tặng giá trị lên tới là 800.000 đồng lận quý vị nha. Cho nên là ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian tất cả quý vị chúng ta nhanh chóng nè, alo alo lên tổng đài của chương trình để có thể là sở hữu ngay xe đạp tập thể dục bán chạy nhất trên VTV Hyundai, giảm ngay 500.000 đồng cho quý vị, chỉ còn 2.490.000 đồng mà thôi. Wow, giảm 500.000 mà còn được tặng quà lên tới 800.000 luôn quý vị. Thật đấy, siêu hội quà tặng mà, một lần duy nhất trong năm thôi. Mua xe đạp tập thể dục e-bike có thêm một hộp nước Yến Legend của thương hiệu Sông Yến nữa, mà hàm lượng Yến lên tới 13% nha. Và nhất là một chiếc máy xay thịt dung tích tới 2 lít của Michio luôn quý vị. Giao hàng miễn phí trên toàn quốc, nhận xe đạp thôi chưa đủ mà còn nhận thêm 2 phần quà từ VTV Hyundai. Và quý vị thân mến, đây là những hình ảnh mà chúng ta có thể bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là việc bụng bự, mất tự tin quá đi, mặc vest cũng không đẹp, mặc sơ mi cũng hỏng xong, mà mặc đầm thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy rất là buồn luôn. Vậy là mình đi tập thể dục, nhưng mà tập bao nhiêu cho đủ? Và với lại nếu mà mình không tập đúng á quý vị, thì nó rất là dễ gây ra những tổn thương. Rồi có khoảng thời gian mình đâu có đi tập được bên ngoài đâu. Cho nên hãy trang bị cho ngay nhà của mình một chiếc xe đạp tập thể dục e-bike đi nào. Và quý vị ơi, hôm nay thì cơ hội rất là hấp dẫn để mà chúng ta có xe đạp tập thể dục e-bike được giảm giá 500.000 quý vị, còn 2.490.000 đồng mà thôi. Đúng rồi đó quý vị, và thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay đang đếm ngược rồi ạ. Gia đình của chúng ta nè, già trẻ, lớn bé, gái trai, các chị em phụ nữ hay là cả cánh mày râu đều có thể là sử dụng một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Cái bánh xe được đúc nguyên một khối nha, và cũng như là cái thân nó chịu được tải trọng lên tới là 150 kg luôn ạ. Cho nên là quý vị có thể là yên tâm. Mà ngoài ra khi mà chúng ta đạp với nha, sẽ tác động vào phần đùi trước nè, phần đùi sau nè, đùi trong và cả đùi ngoài nữa, và đặc biệt tác động lên cái phần bụng dưới của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta là đánh tan những cái phần mỡ thừa. Mà không dừng lại ở đó đâu ạ, mình sẽ còn phải bổ sung dinh dưỡng trong dịp cuối năm, đúng không ạ? Và Legend S là một món quà cực kỳ tuyệt vời trong dịp cuối năm này mà chúng tôi đã chuẩn bị dành cho tất cả quý vị. Yến nguyên chất nha, hàm lượng 13%, món quà cực kỳ hấp dẫn chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhanh tay số ngay cùng VTV Hyundai. We'll be right back.
vị ơi, vừa rồi là những hình ảnh rất là vui của gia đình của chúng ta khi mà quay quần và thưởng thức những ly sinh tố mát lạnh này trong những ngày Giáng sinh hay những ngày chào đón năm mới. Và nhất là khi chúng ta cảm thấy là các thành viên trong gia đình của mình ai ai cũng khỏe mạnh hết. Mẹ khỏe này, con khỏe, chồng khỏe và cả là em trai của mình cũng khỏe. Quý vị thấy không ạ? Cả nhà cũng khỏe thì chắc chắn cả nhà cũng sẽ đều vui. Và nhờ đâu mà khỏe? Nhờ vào chúng ta tập luyện thể dục, thể thao. Nhưng mà đôi khi á, vì những cái tác động ở bên ngoài, ví dụ như là nắng, mưa nè, đây, rồi mình cũng sẽ thấy là có những lúc mà mình không có đi ra ngoài tập thể dục được quý vị. Thì nên trang bị làm sao để mà có một cái dụng cụ hỗ trợ mình tập ở nhà đây. Bởi vì đạp xe đạp á quý vị, nó mang tới rất là nhiều lợi ích. Ví dụ như người lớn tuổi nhiều khi họ đi cái khớp gối của họ bị đau. Rồi chưa kể là thí dụ như họ đi lên đi xuống á quý vị, thì sẽ nghe xương nó rệu rã, nó lục cục lạo xạo chẳng hạn như vậy. Và thậm chí là có một số mà những người mẹ, những người bố thì hay bị đau cái phần gân bàn chân nữa. Cho nên là sẽ chọn cái giải pháp đạp xe đạp. Và bên cạnh đó còn có lợi ích nè, tăng cường sức khỏe tim mạch này nha, giúp cơ bắp săn chắc nữa nè, thêm nữa là tốt cho tuổi thọ và thư giãn tinh thần luôn, rồi còn tăng cường sức mạnh cho xương nữa, tốt cho hệ miễn dịch và giúp giảm cân hiệu quả đó các chị em ạ. Nghe tới cái giảm cân cái nhấn mạnh mạnh ghê ha, đang tự nhắc nhở bản thân mình đó. Nhưng mà thật ra là những cái phần mà như Nguyễn chia sẻ là lợi ích của việc đạp xe đạp đúng không ạ? Nhìn chung thôi, nhưng mà có một cái vấn đề thôi, đó chính là Việt Nam của chúng ta là một đất nước có hai mùa, một mùa nắng và một mùa rất nắng. Có mùa mưa nữa. Ý là đang nói về nhiệt độ á. Nắng, nóng mà nóng hơn rồi đúng không? Ừ, rồi bây giờ kiểu là mình cứ chạy lon ton ở ngoài đường xong là cứ phải đội nón đúng không ạ? Rồi nhiều khi đối với những cô chú lớn tuổi đi, mình chạy ở ngoài đường rồi xong rồi khói bụi các kiểu nè ha, rồi xong là phải đội nắng nóng các kiểu nè, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thay vì như vậy, chúng ta sẽ có ngay một cái thiết bị thay thế đi mọi người ạ. Xe đạp tập thể dục Airbike, thiết kế mô phỏng động tác đạp xe đạp quý vị nha, hỗ trợ 8 vùng cơ luôn, hông, mông, eo, bụng, ngực, đùi, bắp tay, bắp chân, hỗ trợ 2 vùng khớp, khớp tay và cả khớp chân quý vị nha. Và chúng ta sẽ thấy là ưu điểm là gì ạ? Thoải mái sử dụng xe đạp Airbike trong mọi không gian và thời gian luôn. Rồi ban ngày, ban đêm, trời mưa, trời nắng, trong nhà, ngoài trời, thậm chí nửa đêm ngủ cũng được, thức dậy đạp xe đạp cũng được luôn ha Nguyễn. Và sao rồi thức tới sáng? Tại vì lúc đó vận động tinh thần quá khỏe quý vị, cho nên mình tỉnh táo hẳn luôn. Dạ, nên áp dụng với quý quý vị, đây những con cú đêm. Còn với Như Nguyễn thì sẽ tập luyện trước cái thời gian ngủ phải 1 tiếng, 2 tiếng để cho giấc ngủ của mình êm hơn, ngon hơn, sâu hơn quý vị. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy là mình đốt cháy cái lượng calo mà mình đã nạp vào cả một ngày. Tại vì đôi khi mình ăn bình thường không nói, nhưng mà cuối năm, Giáng sinh, năm mới, thể nào cũng sẽ có những lúc mình phải tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè. Thì ôi bao nhiêu là thứ nó sẽ tích lên cái bụng của mình nè, mình nó sẽ tích lên cả khuôn mặt của mình nữa các chị em à. Cho nên phải có một cái chiếc xe để tập luyện. Chứ nhiều khi đi làm hết giờ ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, thời gian đâu mà ra phòng gym nữa bây giờ. Cho nên tập ở nhà nó tiện hơn, thích lúc nào tập lúc đó. Như Nguyễn hay vậy nè, cắm cơm hoặc là để đồ ăn như cái nồi chiên không dầu, đẩy nắp, leo lên xe, đạp thôi. À, với lại là có một cái giai đoạn á mọi người, chúng ta bị hạn chế ra ngoài. Đúng các rồi. Cơ sở gym rồi luyện tập thể dục thể thao cũng bị đóng lại hết luôn. Mà lúc đó Quang Quý lên mạng xã hội, Quang Quý thấy là cả thế giới than trời, ôi ước gì mà những phòng gym mở cửa trở lại, mình hứa mình sẽ tập. Nhưng mọi người ơi, mở cửa trở lại cũng không có ra tập đâu. Cũng có nhiều lý do lắm. Đúng rồi. Cho nên là nếu như mà chúng ta có sẵn ở nhà, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều mọi người nha. Dạ. Không chỉ là đối với các chị em phụ nữ mà cả là với đứa mày râu như là chúng tôi. Chẳng hạn là quý vị thấy là Quang Quý và cả anh Phương đang luyện tập từ nãy tới giờ. Trời ơi, vừa tập mà vừa nói mà thở hơi ngược luôn á mọi người. Có nghĩa là nó tác động rất là nhiều lên những vùng cơ khác nhau nè. Rồi khi mà anh Phương tập thì anh Phương thấy là nó sẽ tác động những cái phần nhiều nhất vào những cái vùng cơ nào trên người của mình và nó có tác dụng ra sao đối với anh? Thì đối với những bài tập thông thường thì mình cần phải rất là nhiều bài tập để mình tác động lên các cái nhóm cơ của mình. Còn đối với chiếc xe đạp Airbike này thì cùng lúc mình có thể tập được các cái nhóm cơ, ví dụ như tay, bụng, đùi và bắp chân. Nói chung là nó kết hợp một cách hoàn toàn cùng lúc và nó đốt cái lượng calo rất là nhiều. Rồi, em tin anh nha, em sẽ tập tới chừng nào mà em đẹp như anh thì được. Nếu mà mọi người chúng ta để ý nha, là ở trên trán của anh Phương á là lấm tấm mồ hôi nè, và áo cũng là bắt đầu là ướt rồi đúng không ạ? Từ nãy tới giờ khoảng mấy chục phút thôi. Mà thật ra là ngay cả bản thân Quang Quý á, lúc đầu bước vào phim trường nhìn thấy cái xe đạp này, cái nó là ôi mấy cái chiếc xe đạp này mà tập thể dục cái gì. Nhưng khi mà leo lên bắt đầu tập rồi, điều chỉnh cái độ nặng của nó ở đây nè, có một cái rất là hay thưa quý vị, đó chính là chúng ta sẽ có ngay là một cái phần nút nha, một cái phần nút điều chỉnh á, chúng ta có thể là mình xoay đây đó, mình xoay nha, mình xoay về dấu trừ và mình xoay qua dấu cộng á, là nó sẽ tăng cái cản lực của chúng ta. Và mọi người ơi, thử đi, thử tăng cản lực đi. Phải nói là đạp vã mồ hôi luôn á, chứ không giỡn chơi đâu.
Dạ rơi nước mắt luôn rồi quý vị ơi. Đây đây đây, tưởng không hiệu quả nhưng hiệu quả không tưởng quý vị à. Và bên cạnh Như Nguyễn nè, đây là một người phụ nữ trong gia đình, một người nội tướng, lo hết mọi chuyện trong ngoài, cơm nước chồng con rồi, nhưng bản thân mình cũng cần phải khỏe. Dạ cô Trúc ơi, cô sẽ thường tập luyện cái khoảng thời gian nào trong ngày? Ở nhà thì lu bu công chuyện á, đủ thứ hết á. Ừ. Làm từ sáng tới tối luôn. Dạ. Thành ra mình đâu có thời gian, cứ rảnh lúc nào bay lên tập lúc đó. Đó, đó. Cái điểm mà ưng ở đây là vậy đúng không cô? Mà lúc đó mình cũng không có cần phải cồng kềnh là về cái trang phục, phải là đồ thể dục, đồ gym nữa đúng không cô? Đúng rồi. Tại vì cái mình ngồi lên là mình đạp thoải mái rồi ha cô ha. Cứ mặc đồ làm nhà vậy đó, cứ nhân leo lên ngồi thôi. Dạ. Miễn mà mình tập mình khỏe thôi được là được rồi. Dạ, đó, miễn tập khỏe thôi, và khỏe là cái yếu tố mà chúng ta luôn ưu tiên lên hàng đầu. Với cái phần yên nó rất là êm ái như thế này nè, đó, mặc những cái bộ trang phục làm sao thoải mái là tập được quý vị. Mà thay vì bình thường mình đạp xe đạp á, nó chỉ tác động tới cả phần đùi, phần chân và cái phần bụng của mình thôi. Nhưng mà khi với cái phần tay mà được đánh liên tục như vậy nè, là bắp tay được tác động, cơ ngực luôn tác động. Những anh nào mà thích mà hay có cái cơ phần cơ ngực là tập luôn với chiếc xe này được luôn. Đúng rồi. Eo luôn á con. Eo luôn nha. Eo luôn. Rất là ôi hay quá. Wow. Tại vì thường là Quang Quý khi mà đạp xe đạp mà Quang Quý ngồi lên cái yên á, thì á Quang Quý hay bị đau và khó chịu lắm, nhưng mà với dòng sản phẩm ngày hôm nay, cái yên á nha, nó rất là êm, cho nên là ngồi lên rất là thoải mái luôn thưa quý vị. Và không dừng lại ở đó, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay thôi, sẽ có một cái chương trình mang đến cho tất cả quý vị từ Sở Công Thương thưa quý vị, đó chính là Shopping Season. Và tổng cộng về quà tặng và cả giảm giá ngày hôm nay lên tới là 43%, 800 ngàn. Wow. Quà tặng kèm theo là gì ạ? Chúng ta sẽ có đó chính là một chiếc máy xay nha, đến từ Michio, cỡi 2 lít nha. Và có thêm cả là một hộp yến nữa thưa quý vị, tổng cộng giá trị lên tới là 800 ngàn đồng nha. Quá chừng luôn quý vị ơi, đã được giảm giá 500 ngàn khi mà mình mua cái chiếc xe đạp này rồi, cái mua phỏng theo xe đạp của e-bike thôi nhưng rất hiệu quả, giảm 500 ngàn. Còn tặng quà 800 ngàn cộng ra là coi như mình tiết kiệm được 1 triệu 3 luôn quý vị. Mà đầu tư chiếc xe đạp hôm nay thì lại là 2 triệu 490 ngàn đồng thôi. Mà đâu có phải là đi ra mua mang về lỉnh kỉnh mà cồng kềnh đâu quý ha. Đúng rồi thưa quý vị, và bình thường với những cái chiếc xe mà nó to như thế này á, mọi người sẽ lo lắng là ôi chắc phí ship nó như thế nào. Tại vì bình thường 1 ký 2 ký là bao nhiêu tiền rồi. Dạ, đúng không rồi. Bây giờ mà mình ở vùng sâu vùng xa xíu đi, nhưng với dòng sản phẩm ngày hôm nay, quý vị ở đâu trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ giao hàng miễn phí trên toàn quốc quý vị nha. Chúng ta có thể là yên tâm, đây chụp lại màn hình để đảm bảo là sẽ giao hàng miễn phí luôn quý vị ơi. Dạ Quang Quý đi giao luôn á quý vị. Dạ quý vị ơi, nói chung á là cái điều mà chúng ta mong muốn cho nhau là khỏe. Mà khỏe thì không tự nhiên mà có, mà hãy luyện tập mỗi ngày và nhớ là ăn uống điều độ nữa quý vị nha. Như Nguyễn và Quang Quý mong rằng là quý vị sẽ đặt được những đơn hàng thành công để rinh về nhà những chiếc xe đạp tập thể dục e-bike. Thưa quý vị, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu ạ. Hãy nhanh chóng sở hữu cùng với chúng tôi dòng sản phẩm này, giảm giá ngay cho quý vị 500 ngàn đồng, giảm 500 ngàn đồng, chỉ còn 2 triệu 490 ngàn đồng mà thôi quý vị nha. Và trong chương trình mừng Giáng sinh năm mới an lành ngày hôm nay, khi mà tất cả quý vị sở hữu trong sản phẩm này thì chúng ta còn có quà tặng hấp dẫn nữa. Một lần duy nhất trong năm, nước yến Legend S 13% yến, còn có thêm là máy xay thịt 2 lít nữa quý vị nha. Và quý vị ơi, như vậy là quà tặng ngập tràn rồi, quý vị đừng chần chừ, để bỏ lỡ cơ hội hôm nay sẽ rất tiếc quý vị nha. Siêu hội quà tặng mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp nước yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ.
không phải là chương trình của VTV Hyundai giới thiệu những đồ gia dụng trong bếp đâu, mà là quà tặng của ngày hôm nay đó quý vị. Khi mà chúng ta đặt hàng thành công một chiếc xe đạp tập thể dục của Airbuy, top sản phẩm mà tập thể dục bán chạy trên VTV Hyundai Home Shopping luôn. Và quà tặng đó là một chiếc máy xay đa năng dung tích 2 lít của Michio nha. Tặng thêm nữa là một hộp nước Yến 13%, hàm lượng rất là cao của Legend luôn, đến từ thương hiệu Sông Yến nè. Và không dừng lại ở đó, mọi người đang theo dõi chương trình, mọi người sợ là ôi dòng sản phẩm này nhìn có vẻ nhỏ gọn đó, không biết nó có nặng hay không. Đây nè, trời ơi, quá một tay nha luôn. Mọi người, một tay nha, chúng ta có thể là bưng đi khắp mọi nơi nha thưa quý vị. Cho nên là cùng với chương trình ngày hôm nay là tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm sở hữu cả dòng sản phẩm chính và cũng như là quà tặng của chúng tôi. Nhưng mà có một điều là mọi người ơi, chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là chương trình của chúng ta áp dụng trong một khoảng thời gian có giới hạn ạ. Cho nên là tất cả quý vị ơi, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mong muốn á, thì á, chúng ta phải nhanh chóng đặt hàng. Alo alo alo, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc quý vị ơi. Và quý vị ơi, hôm nay được giảm giá 500.000 mà còn có thêm quà tới 800.000, tức là chúng ta đang có rất là nhiều ưu đãi trong siêu hội quà tặng để mừng Giáng sinh và năm mới trên VTV Hyundai Home Shopping nè quý vị. Chỉ trong 23, 24, 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 năm 2022 thôi. Cho nên quý vị ơi, đang xem được chương trình thì nhấc máy lên đặt hàng ngay đi ạ, để chúng ta vừa khỏe, vừa vui, vừa đẹp, vừa yêu đời, và chắc chắn sẽ có nhiều người yêu nữa đó quý vị. Đặt hàng ngay quý vị nha, để mà cùng với VTV Hyundai chúng ta vui khỏe mỗi ngày. Xin chào.